那是上次把你弄的。啊，这孩子。认真点。认真点。快点。来。个鸡呀！Hello， 你们好。Hello。今天给大家介绍一下，这位是新朋友，叫做小塞。那这边小线昨天见过了。我们从这里上去。có biết không vậy？今天我们来到力哥家，吃晚餐。现在我们要去采一点蔬菜。对对对。我牛。海海藻皮的梦。不海藻。嗯，海藻皮。嗯，海藻皮。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 海我还给搞，很开心。今天小倩带她的朋友过来，这是她的同学，也是同屋，在他们的宿舍，他们住的学校的宿舍。他们现在上高三了，但是他们的宿舍是怎么回事呢？十个人住一间，但是一间非常非常的小。小三皮肤好白呀、啊。em ra ra trắng thế, trắng, thấy tôi bằng những trắng này kìa, tuyệt vời, một cái gì? 给大家看一下这边的南瓜。小南瓜，你得弄懂。咋了？瞧你都。还挂，这个是。冰挂的。完了没？没挂着。嗯，够了够了，好，现在我们回去煮吧。嗯，在这边喂。我讲飞的。Hello。Hello， 蔡县，蔡县。就回去。哇哇哇！送你一朵南瓜花。南瓜花。哥哥了，花果皮。南瓜，南瓜花了，拉花果皮，果皮。南瓜了皮。啊，花了。来干呀！来干你两个白天。对。对吧？都买完猪肉吧，都吃完猪肉。这小倩呢是力哥的妹妹，然后这边是小倩的朋友兼同学，也是室友。住同一间宿舍的室友，今天呢会有空，所以来力哥家吃顿晚餐，那我们一起做。你拿给哪用？皮皮剁剁剁呀？剁剁啊？嗯。我家都还剁剁啊？空。我要剥，你咋？咋？哇！
Đâu đây đây. Không làm thế này em lại bắt chết rồi. Cái gì đây là cái gì đây? 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 Cái gì đây? Cái gì đây? Ồ, chạy được chăng? Ừ, chạy được chăng? Ừ, nó có quả lấy con. Chạy lên lầu. Cái này còn là cái gì? Tính chú. Nán qua chiên. Nán qua chiên. Anh đoán mẹ thôi. Thực ra nó nghe gọi gì anh không biết đâu. Tiếng Trung là sao anh lại không biết? Từng kia gọi em cái này đâu. À cái quả thôi. Cái quả đúng gọi là gì? Tiếng Trung. Kìa. Quả này á. Ừ. Nắng quá. Nắng quá. Không cần được. Em bị ngã xe à? Đúng rồi. Tôi bảo vệ. Nó nặng thế. Lâu chưa? Em bị lâu quá. Giỏi thế. Hello， 大家好。我是小仙啊。我是小仙。我是小仙。我把那东西拿过来。塞塞啊！塞酒，塞酒。塞的，可是正宗的我啦，小塞的。塞。椰果结梦了，该听嘛？听听。哦，结梦我那句。结梦过来。gái thôi mà. Gái. Gái. Là gái yêu hoặc là. Gái là gì con gái à? Ờ đúng rồi, gái là con gái.Nhưng mà nó có một cái nghĩa nữa là là chả hết chưa à hết rồi hết rồi tiên mông ở đây có giống tiên mông bên Trung Quốc không 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 giống nó nói không giống à, chỉ là vẫn mà chỉ là vẫn giống giống không giống hoàn toàn à giống một phần không giống hoàn toàn nó nói kháchả nó nhá cái đập cái này đâu nhỉ ba ta à chân ê quả bí là gì nhỉ quên rồi nắng quá nắng quá chân ta hả chưa chân ta hả chưa那这个南瓜他们说要把它打烂敲烂来煮我看一下吧还不知道怎么弄并且呢这边很多的食物制作方法跟我们有点不同这么大酒精啊这么大酒嗯，要得刀，他这个难得的。越南这边很多菜肴的制作方法。哇，那个昨天那个贵啊！你看贵了。啊。为什么？因为我不喜欢大厨，而是因为呢，还是可能有口味的。
说老实话，我做今天很多用人觉得远，他们觉得不好吃。每个人都会觉得自己家乡的。